Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 22 tới 24 độ vĩ Bắc bị nén và đẩy dần xuống phía Nam, thì từ ngày hôm qua, cường độ nắng nóng tại miền Bắc đã bắt đầu suy giảm. Đến chiều tối qua ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa đo được ở một số nơi như tại Cẩm Phả, Quảng Ninh là 31mm, Cao Giam, Hòa Bình là 24mm, Độc Lập, Hòa Bình là 22mm, Việt Trì, Phú Thọ là 29mm và Xuân Thủy, Phú Thọ là 20mm. Dự báo rãnh áp thấp này sẽ còn tồn tại trong khoảng từ 3 tới 5 ngày nữa. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 200mm cả đợt, có nơi trên 250mm. Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa nhưng cường độ không mạnh như tại khu vực vùng núi. Mưa dông xuất hiện sẽ rất dễ gây ra hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi còn có thể xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ nên người dân cần cảnh giác để đảm bảo an toàn. Do mưa rào và dông chỉ xuất hiện chủ yếu với chiều tối và đêm nên thời tiết chỉ mát mẻ vào thời điểm này, cùng với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 tới 28 độ. Còn trong ngày thì trời vẫn có những khoảng nắng oi, nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 31 tới 34 độ, có nơi xấp xỉ 35 độ. Với miền Trung, rãnh mây dông ở phía Bắc chủ yếu chỉ gây ra mưa cho khu vực Thanh Hóa. Tuy nhiên nó cũng làm cho áp thấp nóng phía Tây suy yếu nên cường độ nắng trên khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Bình Thuận thì cũng giảm đi đôi chút. Hôm nay Trung Bộ vẫn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ nóng giảm đáng kể. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này duy trì trong khoảng từ 35 tới 36 độ. Chỉ còn một vài nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Phú Yên là nhiệt độ vẫn còn ở mức cao trên 37 độ. Về đêm và sáng thì trời dịu mát hơn, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam mạnh, mưa được dự báo sẽ bắt đầu sớm hơn trong ngày hôm nay. Từ 10 giờ sáng, vùng ven biển miền Tây có thể sẽ có mưa dông. Đến 14 giờ chiều, hầu khắp Nam Bộ đều có mưa dông. Và đến 15 giờ chiều, mưa dông sẽ lan ra khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng. Và đến 17 giờ thì cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa ở nhiều nơi. Mưa sớm làm cho nền nhiệt trong ngày tại Nam Bộ không cao, chỉ phổ biến từ 31 đến 33 độ. Trong khi các tỉnh thành Tây Nguyên có mức nhiệt là từ 28 tới 31 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Giữa khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ. Giữa khu vực vùng núi là từ 29 tới 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 tới 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, giữa phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 tới 38 độ, phía Nam từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.